ô tô 360 xin kính chào quý vị và các bạn. Sau đây là bản tin về thị trường ô tô 2021. Đại dịch Covid-19 vẫn phức tạp khiến hàng loạt nhà máy ô tô trên khắp thế giới của các ông lớn như Toyota, Volkswagen, Ford, GM phải đóng cửa. Khủng hoảng thiếu chip vẫn căng thẳng và người tiêu dùng đối mặt với giá ô tô tăng cao. Theo phân tích của hãng CNN, tình hình của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu khá bi đát do ảnh hưởng của dịch bệnh. Trước đó, giới kinh doanh ô tô dự báo nguồn cung chip cho máy tính và sản xuất ô tô sẽ phục hồi trở lại trong quý 2, 3 năm 2021. Nhưng, sự gia tăng mạnh mẽ số ca mắc COVID-19 trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Đông Nam Á đang gây ra một đợt thiếu linh kiện bán dẫn mới dẫn tới làn sóng đóng cửa các nhà máy ô tô trên toàn cầu. Điều đó có thể khiến giá xe hơi bị đẩy lên cao ngất ngường. Vừa qua, Toyota, nhà sản xuất ô tô bán chạy nhất thế giới, thông báo sẽ ngừng hoạt động 14 nhà máy ở Nhật Bản vào tháng 9 năm 2021 do tác động của COVID-19. Điều đó có nghĩa là hãng sẽ cắt giảm sản lượng khoảng 40% tại các nhà máy này. Toyota cũng phải đóng cửa các nhà máy khác trên toàn cầu. Sản lượng ở Bắc Mỹ có thể sẽ giảm từ 40% đến 60%. Tương tự, Volkswagen, nhà sản xuất ô tô lớn thứ hai cho biết, họ cũng sẽ sớm buộc phải cắt giảm sản lượng. Hãng xe Đức Volkswagen cho biết, các đợt bùng phát mới do COVID-19 ở châu Á, ví dụ như ở Malaysia, đang dẫn đến việc đóng cửa thêm các cơ sở sản xuất chất bán dẫn quan trọng. Khi mọi thứ ngừng trệ, chúng tôi nghĩ rằng nguồn cung chip sẽ tiếp tục biến động và căng thẳng trong quý 3 năm 2021, không thể loại trừ những điều chỉnh sâu hơn đối với sản xuất. Được biết, Malaysia là nhà cung cấp chip lớn trong ngành công nghiệp ô tô. Tuyên bố của Toyota và Volkswagen tiếp nối những thông báo tương tự đến từ các nhà sản xuất ô tô khác, bao gồm General Motors, Ford và Stellantis, hợp nhất của Fiat, Chrysler và PSA Group vào đầu năm nay tesla và các công ty mới nổi như nila cũng cho rằng đang phải chạy đua với tình trạng thiếu phụ tùng để chế tạo những chiếc xe tải điện đầu tiên vào cuối năm nay bà kerzitinze phó chủ tịch cấp cao bộ phận nghiên cứu tại trung tâm nghiên cứu ô tô mỹ cho biết tình trạng thiếu chip đang là mối quan tâm hàng đầu của các nhà sản xuất hiện có quá nhiều sự gián đoạn trong chuỗi cung ứng tình trạng thiếu hụt linh cay bộ phận ô tô hoặc tình trạng nghẽn động ở các cảng có rất nhiều các yếu tố ràng buộc khiến việc quay trở lại sản xuất liên tục là khó khăn nhìn chung Sản xuất ô tô trên toàn cầu đã chững lại trong quý 2 năm nay do tình trạng thiếu chip. Mặc dù vậy, các nhà sản xuất ô tô vẫn dự đoán rằng tình trạng này sẽ giảm trong nửa cuối năm nay và điều đó sẽ cho phép họ bắt kịp sản xuất. Tuy nhiên, sau đó, biến thể Delta xuất hiện, tỷ lệ tiêm chủng ở Đông Nam Á vẫn còn ở mức thấp đã làm phức tạp thêm vấn đề cho các nhà cung cấp. Trang CNN nhận định sự thiếu hụt chip đã đeo bám ngành công nghiệp vào cuối năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021 chủ yếu là do sai lầm trong việc lập kế hoạch hơn là do đại dịch trực tiếp gây ra. Đầu năm 2020, việc tạm dừng hoạt động của các đại lý và ngừng các đơn đặt hàng tại nhà máy đã gây ra tình trạng mất việc làm lớn dẫn đến sụt giảm doanh số ô tô bán ra. Lúc này, các nhà sản xuất ô tô buộc phải cắt giảm đơn đặt hàng. Họ dự đoán, suy thoái kinh tế sâu sắc sẽ làm thu hẹp đáng kể nhu cầu của người tiêu dùng đối với ô tô mới trong nhiều tháng và có thể là nhiều năm tới thế nhưng thực tế thị trường cho thấy nhu cầu về ô tô đã nhanh chóng tăng trở lại khiến các nhà sản xuất ô tô không có đủ nguồn cung cấp chip mà họ cần cụ thể các nhà cung cấp chip đã bán những lô hàng mà trước đó bị các nhà sản xuất ô tô cắt giảm cho các công ty sản xuất máy tính bằng điều khiển trò chơi điện tử và các thiết bị điện tử khác do nhu cầu về những thiết bị này đã tăng lên trong thời kỳ đại dịch người tiêu dùng tiếp tục đối mặt với việc nguồn cung xe hạn chế tại các đại lý do đó giá ô tô toàn cầu sẽ tăng cao kỷ lục đối với cả xe mới lẫn xe cũ cnn ước tính Giá xe cũ tại Mỹ đã tăng tới 30%, trung bình khoảng 26.500 USD mỗi xe và giá xe mới đã tăng 5%, trung bình hơn 41.500 USD mỗi xe. Với tình trạng này, ngành sản xuất ô tô sẽ không thể phục hồi lại bình thường vào cuối năm nay, theo Vietnamnet. you